8 họa sĩ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996, có một người quê ở xứ Nhãn Hưng Yên, đó là danh họa Tô Ngọc Vân, một con người tài hoa nằm trong bộ tứ của Hội họa Việt Nam, Nhất Trí, Nhì Vân, Tam Lân, Tứ Cẩn. Tô Ngọc Vân sinh năm 1906 tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Chủ, huyện Văn Giang, một miền quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, quê hương của nhiều người tài giỏi, đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực. Họa sĩ Tô Ngọc Vân thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1926, tốt nghiệp khóa 2 năm 1931. Từ năm 1935 đến năm 1939, ông dạy học ở trường Trung học Phnom Penh, Campuchia. Sau đó, ông về dạy ở Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tới năm 1945. Thời điểm đó, danh họa Tô Ngọc Vân là người có công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn tầu vào trong các tác phẩm hội họa ở Việt Nam. Giới mỹ thuật Việt Nam, từ thế hệ vàng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đã rất tự hào có danh họa Tô Ngọc Vân. Đặc biệt là ông lại là người con của Văn Giang, Hưng Yên. Tô Ngọc Vân xuất hiện ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và do người Pháp quản lý và giảng dạy đấy. Thì tôi nghĩ rằng là ông đã giải quyết được một cái câu chuyện là khi mà tiếp nhận, là một trong những cái thế hệ đầu tiên tiếp nhận nghệ thuật phương Tây hiện đại từ đầu cái thế kỷ 20 đấy. Và Việt hóa, phải khẳng định là đấy là cái người mở đầu cho cái tiếng nói của mỹ thuật Việt. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, họa sĩ Tô Ngọc Vân tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông đi các chiến trường để sáng tác về khí thế đấu tranh của quân và dân ta. Thời gian này, họa sĩ Tô Ngọc Vân phụ trách trường mỹ thuật Việt Bắc, góp phần đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ tài năng. Ngày 17 tháng 6 năm 1954, khi đi công tác ở chiến trường, họa sĩ Tô Ngọc Vân bị trúng bom của địch và hy sinh tại đèo Lũng Lô gần sát chiến trường Điện Biên Phủ. Ông được nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Tôi cho rằng là cái sự hy sinh của ông ở trên chiến trường, can đảm của ông, cũng như những cái ký họa đầu tiên của ông cũng đã mở đường, mở đầu cho hình ảnh người nghệ sĩ chiến sĩ. Và bản thân ông cũng tổ chức được những cái gọi là một cái trường mỹ thuật kháng chiến mà ông là người hiệu trưởng, thì cũng đào tạo ra được một loạt cái thế hệ họa sĩ kháng chiến thành danh sau này. Chúng ta có thể nhớ đến là ông Lưu Công Nhân, ông Trần Lưu Hậu, ông Trọng Kiệm, ông Lê Huy Hòa và rất nhiều những cái người khác nữa. Thì tôi cho rằng là đấy, bản thân cái thế hệ học trò mà được hưởng một cái gì đó từ phẩm cách nghệ sĩ là ông đã xác lập ra để mà thực sự trở thành cái mẫu mực về sau này. Thì tôi cho đấy là cái cũng tạo ra một thực sự một cái mạch chảy cảm động, xúc động cho đến những cái thế hệ sau. Danh họa Tô Ngọc Vân được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996, được chính phủ Pháp tặng giải thưởng Cành Cọ Vàng. Các người con của họa sĩ Tô Ngọc Vân đều là những nhà trí thức tài năng như giáo sư Tô Ngọc Thanh, nguyên chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, tiến sĩ Tô Ngọc Thái, tiến sĩ Tô Toàn, họa sĩ Tô Ngọc Thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự khái quát về cuộc đời sự nghiệp của họa sĩ Tô Ngọc Vân, người họa sĩ tài hoa của quê hương làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nơi có nhiều danh nhân như nhà văn Nguyễn Công Hoan, nhà cách mạng Tô Hiệu, nhà cách mạng Lê Văn Lương. Họa sĩ liệt sĩ Tô Ngọc Vân đã để lại nhiều tác phẩm giá trị cho nền mỹ thuật Việt Nam. Trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với họa sĩ Tô Ngọc Thành, người con trai duy nhất theo nghiệp cha là họa sĩ Tô Ngọc Vân. Xin chào họa sĩ Tô Ngọc Thành ạ. Ông có thể cho biết cơ duyên nào đưa cha mình là họa sĩ Tô Ngọc Vân đến với nghề hội họa được không ạ? Ông Tô Ngọc Vân thích vẽ từ tuổi nhỏ. Lúc bé thì vẽ thì không có giấy vẽ.
cho nên là cứ phải vẽ ra đất. Cứ mỗi lần mà cho tôi một miếng giấy bằng bàn tay đều nói là hồi xưa khổ khổ lắm, không được sướng như Thành đâu, cậu phải vẽ ra đất, bị bà nội mắng là làm bẩn nhà. Thì lúc đó tức là ông Vân thì thường thường là vẽ những cảnh mà anh hùng hảo hán, tức là có bà nội là người mà đi hay đi xem tuồng. Tối về là nhớ lại những cái cảnh đấy là vẽ, thế thôi. Thế là bắt đầu từ đấy thì ông Vân mới đi thi vào trường mỹ thuật. Đó là con đường nghệ thuật bắt đầu của ông Vân, bắt đầu từ khi, tính bắt đầu từ khi vào trường mỹ thuật. Thưa ông, là người con duy nhất theo nghiệp của cha mình, thì ông cảm nhận như thế nào về các tác phẩm của cha mình ạ? Cái lối vẽ của bố là không giống ai cả. Tức là bố theo cái chủ nghĩa duy sắc. Duy sắc, tức không phải là mấy ông kia là duy hình. Duy sắc tức là thiên về màu sắc. Cho nên là tranh của Tô Ngọc Vân màu rất đẹp. Cho nên chính vì thế mà tôi tiếp thu được cái màu đẹp của bố. Tức là màu nó trong trẻo, tươi sáng, mà nó rực rỡ nhưng mà lại không lè loẹt. Tươi vui nhưng không lè loẹt. Cho nên trông rất trẻ trung. Bởi vì quan niệm của bố là quan niệm là nghệ thuật là làm cho con người yêu đời thêm. Vẽ cái gì mà đẹp nhất, tươi nhất, ý nghĩa nhất thì tôi đã thực hiện được cái lời của bố là vẽ. Cho nên là khi mà nhìn tranh của bố thì mình thấy rất thích, là bởi vì nó, tiếng Pháp nó gọi là sensible delite, tức là một chút tình cảm, tức là vẽ theo tình cảm của mình là chính, chứ không phải vẽ theo cái sự học hành hay là những lời chỉ bảo của người khác. Cho nên ông bố tôi thì rất kỵ những chuyện là vẽ theo chỉ bảo người khác hoặc vẽ theo sách vở là không thích. Nó mang tính chất màu xám, khô khan, lý thuyết. Cho nên là trong tranh của ông bố tôi, cái thứ nhất mà tôi tiếp thu được, tức cái lòng yêu nghề rất sâu sắc. Tức là cái tình cảm nó thể hiện ở trong từng bức tranh một. Mà ông bố tôi nói rằng là nghệ thuật là gì? Bức tranh đẹp là xúc cảm mạnh. Xúc cảm mạnh thì bức tranh sẽ đẹp. Cho nên chính vì thế mà nói về nghệ thuật của Tô Ngọc Vân thì cái điều thứ nhất tức là vẽ có tình cảm, cái thứ hai là yêu đời, và cái thứ ba là nó có một cái sức lôi cuốn rất mạnh, là bởi vì ông vẽ mà màu rất đẹp. Cho nên là chính vì thế mà tại sao vẽ những thiếu nữ màu rất đẹp, bởi vì chỉ có những hình hài của thiếu nữ, những đường cong của người phụ nữ và những màu da mặt của người phụ nữ, nó tạo nên những ánh sáng kỳ diệu để tạo cho bức tranh nó sinh động. Mà cái sinh động mới là cái chính, nói theo người Tàu đó là khí vận ấy. Khí vận, thế còn người châu Âu thì nó gọi là sinh khí, nhưng Việt Nam thì gọi là sinh động. Mà nghệ thuật cái điều, cái quan trọng nhất là Tô Ngọc Vân trở về với chân thực, chân thực. Cho nên là chính vì thế mà đi theo Đảng, mà đi theo cách mạng, đi theo Bác Hồ cũng chỉ vì cái chân thực trong nghệ thuật. Mà cuối cùng khi cụ biết là trước khi đi Điện Biên, cụ giao hết tất cả tranh pháo cho tôi giữ. Và cụ bảo là có khi là con lớn lên bố lại không được dạy con, nhưng thôi để người khác dạy có khi tốt hơn là bố dạy. Cái thứ hai nữa là bố mà chết đi thì bố để lại tất cả cho con. Thế là cụ cũng có linh cảm là đi có thể không bao giờ quay trở về, nhưng vẫn cứ đi, là bởi vì cái lòng say mê nghề, đi vào cái chỗ khổ. Nói như bây giờ Bác Hồ nói là đâu khó có thanh niên ấy. Đi vào cái chỗ khổ thì mới sáng tác ra những bức tranh đẹp được. Cho nên khi sau cái cách mạng thì cụ phải cải tạo tư tưởng, tức là cụ phải đi vào công nông binh, đi vào quần chúng nhân dân lao động, không vẽ thiếu nữ nữa, để mà tìm được cái đẹp trong cuộc sống. Tranh họa Tô Ngọc Vân là một nhân cách lớn, có nhiều đóng góp quan trọng cho nền mỹ thuật Việt Nam ở thế kỷ 20. Ở ông, những chi thức hội họa phương Tây kết hợp nhuần nhuyễn với cốt cách Á Đông và Việt Nam. Ông là một trong những họa sĩ người Việt hiếm hoi từng vẽ tem ngay trong thời Pháp thuộc. Đề tài chủ yếu trong những sáng tác trước cách mạng tháng 8 của họa sĩ Tô Ngọc Vân là về phụ nữ, trong đó hình ảnh người phụ nữ nông thôn ở làng Xuân Cầu được khắc họa sinh động trong những bức ký họa do họa sĩ vẽ trong thời gian sống ở quê hương mình, làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ. Tác phẩm tiêu biểu về hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong các tác phẩm của tranh họa Tô Ngọc Vân phải kể đến tác phẩm Hai thiếu nữ và em bé đã được công nhận là bảo vật quốc gia, và kiệt tác Thiếu nữ bên Hoa Huệ. Ông dành cái tình cảm, cái xúc cảm, cái sự thăng hoa sáng tạo của ông
cho vẻ đẹp của người đàn bà Việt. Có thể nói rằng là một thiếu nữ bên hoa Huệ hay là bức tranh hai thiếu nữ và em bé, tức là cũng là những cái nét cảm nhận đầu tiên cho vẻ đẹp của người đàn bà Việt, vừa truyền thống vừa hiện đại. Ông đã bắt kịp cái vẻ đẹp từ người thiếu nữ thị thành, thành cô thôn nữ ở thôn quê, tức là một cái vẻ đẹp nó xuyên, cái chính là ông bắt được cái tâm hồn họ, cái vẻ đẹp thuần hậu của người đàn bà Việt. Cách mạng tháng 8 thành công, họa sĩ Tô Ngọc Vân một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và tham gia kháng chiến. Vì thế, chủ đề sáng tác của ông có những bước chuyển mới. Ông sáng tác tranh cổ động, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân với các tác phẩm tiêu biểu Hà Nội Vùng Đứng Lên, Lão Tù Kích. Đặc biệt, họa sĩ Tô Ngọc Vân khắc họa thành công chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những thời điểm lịch sử quan trọng, nổi tiếng nhất là tác phẩm Hồ Chủ tịch làm việc tại Bắc Bộ Phủ. Trong những cái hình tượng về Bác Hồ mà được thể hiện thành công thì đấy là những cái tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân. Ngay từ những cái năm 46 mà Bác cũng dành cái thời gian để cho các họa sĩ của mỹ thuật Đông Dương vào Bắc Bộ Phủ mà khắc họa cái chân dung của người. Ông là người sớm nhất vẽ cái bức tranh cổ động, cái loại hình tranh áp phích cổ động của Việt Nam mà sau này nó vẫn xuyên suốt cho đến lúc này đấy, là cái tác phẩm Hà Nội Vùng Đứng Lên. Thì cũng vẫn là hình ảnh thiếu nữ, nhưng mà cái người thiếu nữ áo dài Hà Nội lúc ấy là vươn lên và tung bay cái áo dài như một cái chí khí của người Hà Nội chấp nhận một cái cuộc kháng chiến trường kỳ. Họa sĩ Tô Ngọc Vân là bậc thầy của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông đã để lại nhiều tác phẩm cho đến ngày nay, không những nổi tiếng của Việt Nam mà còn nổi tiếng cả thế giới. Là một họa sĩ của Hưng Yên, tôi rất tự hào vì được sinh ra cùng quê với họa sĩ Tô Ngọc Vân. Các bức tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân để lại cho thế hệ sau đều là những tác phẩm nghệ thuật vô giá và tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam. Tức là lúc trước khi hy sinh của cụ. Thưa ông, là từ khi 6 tuổi thì họa sĩ Tô Ngọc Vân đã quay trở lại quê hương Xuân Cầu để sống với bà nội. Đó là khoảng thời gian thời niên thiếu và cũng chính là cái chất liệu để họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác những tác phẩm ở Xuân Cầu. Thì xin ông có thể chia sẻ về những tác phẩm đó ạ. Thì lúc ông bố tôi đang học thì có điều kiện là về quê để vẽ. Thì lúc đó về Hưng Yên thì cũng gần với Hà Nội mà, cho nên là về cứ đi xe đạp về rồi là vẽ những cảnh ở Xuân Cầu, Văn Giang, Hưng Yên. Thì về đấy cũng là người hồi xưa là Xuân Cầu nó là nhuộm vải thâm mới lại có chuột đồng, có hai thứ đấy. Thì cũng là cái đặc sản ở Hưng Yên. Thế thì Vân cũng kéo bạn các bè về chỗ đấy. Nói chung là không có điều kiện thuê, không có tiền thuê mẫu thì cứ vẽ những cảnh làng quê. Thế vừa bắt đầu vẽ những cảnh làng quê. Mà làng quê là vẽ tại quê mình. Quý vị và các bạn vừa được họa sĩ Tô Ngọc Thành, người con trai duy nhất theo nghiệp cha là họa sĩ Tô Ngọc Vân, chia sẻ về những kỷ niệm và những tác phẩm để lại dấu ấn của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc họa sĩ Tô Ngọc Thành có nhiều sức khỏe và có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật Việt Nam. Chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.